yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp. Ok, chim cu gái hay xin chào các bạn và một video theo như cái lộ trình những cái ekip mà mình chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phần mềm hết sức là hữu ích các bạn ạ. Chào các bạn, đây là màn hình vi tính của chim cu gái hay. Và theo như lời hứa các bạn, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách khởi động cái phần mềm. Đây, các bạn vào cái giả sử các bạn tải về rồi, nó là cái phần mềm quay phim màn hình các bạn nhé. Phần mềm quay phim màn hình. Đó, đây. Các bạn kích đúp vào đây. Các bạn kích đúp mở hết cái đường dẫn cuối cùng của nó ra. Thì các bạn thấy là có cái file này là file EXE. Các bạn phải chuột đây, các bạn chọn send to ra desktop hoặc là các bạn chọn cái print to bar thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Đó. Khi mà các bạn chọn print to bar thì sẽ nằm ở dưới đây. Và các bạn bấm vào đây. Các bạn khởi động chương trình. Sau khi các bạn khởi động chương trình thì nó sẽ chạy vào đây. Đấy, các bạn thấy là cái chương trình của nó rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Chương trình của nó là giao diện chính của nó đây, thì cậu tôi sẽ giới thiệu qua này. Ở cái phần các bạn nhìn này, đó, phím tắt của nó này. Đây, các bạn bấm vào đây là bấm biểu tượng là có cái bộ quận phim đúng không? Là Green Recorder. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra cái bảng tùy chọn. Ở cái mục này là tôi chỉ hướng dẫn các bạn là bấm vào đây là full màn hình, có nghĩa là nó sẽ quay tất cả những cái màn hình, kể cả thanh tab 3 ở trên máy tính của các bạn. Đấy, hoặc là các bạn bấm vào cái vùng Asia này là vùng chọn. Mình cứ tóm lại là tôi chỉ hướng dẫn các bạn chỉ hai mục này thôi, còn cái mục khác nó không quan trọng, ít dùng. Tóm lại là các bạn tự tìm hiểu. Đấy. Ví dụ như cái vùng này là có thể là tất màn hình nhưng mà nó lại bỏ qua cái thanh tab 3 ở dưới thì cũng rất là khó. Nên là có cách là tốt nhất là tùy chọn vùng và cái cách clean màn hình. Và cái tùy chọn này thì các bạn tôi sẽ minh họa luôn này. Đấy, còn đấy là cái phần hình ảnh vùng hiển thị. Cái phần ở dưới là recorder audio này. Các bạn lên chọn. Nếu như các bạn bỏ cái này đi. Nếu như các bạn chọn cái mic cộng với speak là có nghĩa là nó lấy cả âm thanh phát ra từ máy tính. Nghĩa là phát ra từ những cái video đang chạy trên máy tính thì hoặc là cái spec này nó sẽ lấy cả âm thanh khi tôi đang nói như thế này là nó ghi lại đó, thì các bạn lên chọn cái một là cái dòng spec micro là âm thanh, ví dụ các bạn mở cái bài Titanic thì nó sẽ ghi lại cả hình ảnh cả âm thanh của cái file video đang phát trên máy tính, còn loa này nó sẽ lấy hình ảnh ở máy tính và cái âm thanh là mình thuyết trình, còn ấy này là lấy cả hai, thì thường tôi lấy cả hai đây. Sau đó là sau khi như thế rồi thì các bạn bấm vào record thì nó sẽ bấm vào đây, thì con trỏ của chuột của các bạn nó sẽ ở cái dạng là hình thập đây, thì là ví dụ như tôi đang để này tôi bấm vào đây và tôi bôi lên đây đấy, thì đây là cái vùng mà cái video của mình nó sẽ ghi lại tất cả những cái vùng trong vạch đỏ, đúng không ạ? Đấy, đây là cái vùng là nếu các bạn muốn quay cái gì thì những cái hình ảnh quay được nó sẽ ở trong cái vùng đỏ này, thì đây gọi là cái tính năng gọi là vùng chọn. Còn nếu như các bạn vào cái này thì các bạn bấm vào cái full screen màn hình đấy, thì các bạn bấm record đây, sau khi chọn vùng chọn là tất cả màn hình, chọn âm thanh cả trong cả ngoài thì các bạn bấm record đây, thì tự nhiên là nó sẽ lưu giữ tất cả những cái hình trên máy tính này các bạn ạ. Và sau khi bấm như thế, các bạn bấm start vào đây thì bắt đầu nó ghi các bạn nhé, bắt đầu nó ghi đấy, thế thôi. Mọi vấn đề là sau khi mà các bạn muốn dừng thì các bạn bấm Ctrl F11 đấy. Ví dụ start này đấy, nó đang ghi toàn bộ màn hình nhá, đang ghi toàn bộ màn hình. Thế sau khi bấm như thế thì mình muốn kết thúc cái video mình ấy thì mình bấm Ctrl F11 đấy, thì sau khi ấn Ctrl F11 thì nó sẽ lên cái này, nó sẽ lên cái tùy chọn này, thì các bạn bấm nó tạm dừng, bấm resum thì nó sẽ quay tiếp, còn bấm save nó sẽ lưu,
Đấy, ví dụ thế, các bạn có thể là đang làm, các bạn có thể là tạm dừng, các bạn đi vệ sinh, các bạn quay lại bấm như này thì các bạn làm tiếp video thì nó sẽ ghi hình tiếp, ghi âm tiếp. Còn bấm bấm server này, các bạn bấm vào server nhé, thì nó sẽ ra một cái bảng là nó sẽ lưu vào đâu này. Đây tôi để mặc định là lưu trên My Document, và lưu tên là gì này. Đấy, nó cũng như Word thôi. Đấy, các bạn bấm server vào đây. Đấy, thì tự nhiên là nó lại sẽ lưu. Đấy. Đấy. Thì cái này nó sẽ lưu đúng không ạ? Vừa rồi là tôi vừa mới tạo ra một cái video. Đấy. Đấy. Nó ghi lại đúng không ạ? Đó. Thì nó tạo thành một cái video mới. Đấy, mình như thế là mình chia sẻ rất là rõ ràng đúng không các bạn? Các bạn nào không hiểu có thể là comment, có thể là hỏi lại thì mình sẽ chia sẻ hết sức cho các bạn. Đó. Bây giờ là cái video này là nó vừa mới tạo ra và nó đang chạy như một video khác, như một bài ca nhạc khác thôi. Đúng không ạ? Mọi vấn đề là các bạn có thể đăng ký và để tiếp tục đón nhận những video mới nhất chia sẻ của Chim Cu Gáy Hay. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn tải về nhớ mật khẩu là Chim Cu Gáy Hay nhé. Trong những công cụ mà Chim Cu Gáy Hay đã thực hiện trong suốt những cái thời gian qua và đã thành công nhất định, và chắc hẳn rằng cũng có các bạn khác đã thành công từ đó và thậm chí còn sử dụng nó sâu sắc hơn. Nhưng mình vẫn chia sẻ cái bài này để cho những bạn khác đã và đang đam mê và yêu thích kênh của mình cũng được biết đến. Đầu tiên mình xin giới thiệu cái chủ đề hôm nay, mình xin phép quay màn hình và hướng dẫn và thuyết trình các bạn cái nhu cầu sử dụng cái kênh YouTube, kênh Facebook, kênh Zalo và một số những cái công cụ trên máy tính để chúng ta thiết lập cho cái thương hiệu cá nhân, để chúng ta bán hàng online, để chúng ta có những cái video giải trí là nhu cầu việc cấp thiết. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một trong những cái phần mềm ở đây là phần mềm mình gọi tắt là cái phần mềm FSC Capture, có nghĩa là phần mềm này là phần mềm quay phim màn hình. Thì mình xin giới thiệu là cái phần mềm này nó sẽ tên của nó là như thế này, và ở cái phần cuối video thì mình để ở phần mô tả dưới có đường link để các bạn tải xuống. Phần mềm này nó dung lượng nó có mấy MB thôi các bạn ạ, có 2,72 MB thôi, và các bạn thấy là nó có cái file chạy của nó chính là cái file có biểu tượng, có cái hai cái tam giác màu xanh và màu đỏ, này là file chạy của nó đấy các bạn nhé. Và giao diện chạy của nó thì rất hay, giao diện chạy của nó thì nó các bạn thấy là nó đây mình ở cái bây giờ là mình đang sử dụng, nó đang chạy. Nó chạy thì nó có cái chức năng là ghi lại toàn bộ màn hình hoặc là ghi lại âm thanh ở bên trong của những video phát máy tính, và video như âm thanh mình đang thuyết trình đây nó sẽ ghi lại đấy. Thì các bạn sử dụng cái phần mềm này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái đường link, chính là cái đường link này. Các bạn tôi để ở trên cái driver Google và tôi để đây, thì các bạn copy y nguyên cái đường link này. Ở phần cuối video tôi sẽ để nguyên cái đường link này và các bạn có thể tải xuống. Đấy, các bạn có thể tải xuống nhé. Các bạn có thể tải xuống. Đấy. Đấy. Thì, khi các bạn tải xuống thì nó ở dạng file nén này. Đấy. Nó cũng ở dạng file nén và các bạn phải chuột. Các bạn chọn giải nén WinRAR này, xong chọn giải nén. Đó. Nó hỏi mật khẩu. Hoặc là nếu mà mật khẩu thì các bạn gõ chim cu gáy hay. Nó đúng như thế, để chế độ sâu thì nhìn thấy không sâu đấy, thì nó dẫn giải nén ra các bạn ạ. Đây thì chính là nó là giải nén ra nó có bao nhiêu file như thế này, và các bạn chỉ cần phải chuột cái file này, chọn send to ra đến khốp là các bạn chạy, hoặc là các bạn chọn cái print, phải chuột chọn cái ra cái tuba, print tuba là nó xuống cái thanh công cụ ở dưới này. Đấy là như vậy. Cái tính năng này rất là hay các bạn nhé. Đấy, chính vì thế là khi mà các bạn dùng trong một số trường hợp đúng không ạ, một số trường hợp mà các bạn muốn có những cái bức ảnh, tôi nói ví dụ như như thế này, các bạn có thể chọn cái
kênh của các bạn. Các bạn có thể chọn cái logo này. Ví dụ, các bạn có thể mở những cái bức ảnh, slide. Các bạn có thể chọn cái như này. Các bạn đang ghi lại tất cả những cái thao tác trên màn hình nhé, bao gồm có cả những con chuột này. Thì các bạn có thể là lúc đấy các bạn có thể đang mở một cái nhạc theo như các bạn yêu thích, hoặc các bạn có thể là zoom gần zoom xa đấy, thì cái hình ảnh nó được zoom như thế này đó đấy. Hoặc là các bạn có thể bấm vào chế độ trình chiếu đấy, chế độ trình chiếu đúng không ạ, thì tự động nó sẽ trình chiếu đó, tự động nó sẽ trình chiếu các bạn nhé. Thì chính như vậy là nó sẽ ghi lại, nó tạo thành một cái video mới mà bao gồm cái video đó là hình ảnh, là bao gồm là cái vùng mà các bạn chọn, ví dụ như các bạn bôi cái vùng nó như thế này thì nó sẽ là có giới hạn như thế, mà các bạn để pull màn hình nó sẽ lưu giữ tất cả màn hình lại, và các bạn để những cái hình ảnh như nào, âm thanh mở ra, ví dụ các bạn mở một trang web đơn giản, mở một trang web nghe nhạc thì nó cũng ghi lại đấy. Đấy là các bạn là ở cái điều khiển của cái chương trình ghi lại màn hình này, là quay video màn hình này, là các bạn ấn phím Ctrl cộng phím F11 thì nó sẽ lên cái ba cái nút, một là resume có nghĩa là nó sẽ tạm dừng, và bạn bấm vào resume thì nó sẽ quay tiếp, và bấm nút save là nó sẽ lưu lại tại cái thời điểm mà bạn bấm nên nó sẽ kết thúc video, và nó sẽ đó. Còn nếu không thì các bạn bấm vào cái nút can thì nó sẽ hủy bỏ, coi như là chúng ta chưa làm gì. Thì ở phần cuối video thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ dùng điện thoại mình quay lại màn hình. Bây giờ là trên màn hình vi tính là mình đang quay lại cái thao tác này, đúng không ạ? Thì là đâm ra là mình không thể, nó sẽ không chạy một lúc hai ứng dụng được. Thì một trong những cái điều mà mình vẫn biết cái gì thì mình chia sẻ 100% bằng cả năng lượng, bằng cả tâm huyết của mình để cho mọi người đã là bạn, đã là fan hâm mộ để biết. Để trên máy tính nó có rất nhiều những phần mềm hữu ích, chung như trong đó là cái phần mềm này mình cảm thấy nó rất là nhẹ, rất là đơn giản, rất là dễ dùng và ai cũng thể làm được. Ví dụ như bây giờ mình đang giả sử cái khối mình bôi vùng chọn nó bằng cái khung của cái này, đúng không ạ? Thì nó sẽ ghi đây cái phần này, giả sử mình quay thì nó ghi lại tất cả những cái vùng trong này đấy. Thì các bạn nhớ là những cái cửa sổ mà đang chạy ở trong cái vùng này thì nó sẽ ghi lại cả âm thanh, cả hình ảnh, thậm chí là bạn có thể ghép hai cái video với nhau, bởi vì các bạn đưa hai cái video với nhau vào một cái chương trình đọc nhạc thì nó sẽ hết video nọ nó chuyển sang video kia, đúng không ạ? Thì ví dụ như ở trên máy tính của mình đây, trên máy tính của mình đây thì nó có những cái video mà mình đã ghép đấy. Thì sau khi ghép thì nó trở thành cái phần mở rộng của nó, chính là cái phần đuôi WMV đấy, các bạn thấy WMV. Cái này hôm qua do mình phát livestream phát trực tiếp ở trên YouTube thì mình nó sẽ ghi lại đấy, nó ghi này phần WMV, và nó sẽ lưu giữ lại cái phần mà nó đang phát trực tiếp đó đấy. Hoặc là các bạn có thể lấy cái nguồn video khác ở trên mạng. Cái ứng dụng của cái phần mềm quay phim màn hình này tôi thấy là rất là hữu hiệu đấy. Chúng ta có thể là lấy cái nguồn video khác đấy, chúng ta bôi đen cái vùng lấy video thôi, đúng không ạ? Hoặc chúng ta có thể nối giữa hai video khác, hoặc chúng ta có thể là chèn ảnh mấy nhạc lồng vào với nhau đấy. Ví dụ như vậy đấy, ví dụ như mình có cái video này mình nghịch mình chơi, thì từ cái việc mình chụp, đúng không ạ, mình đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì mình tạo ra cái video đó đấy. Đấy. Đấy.
mình sẽ tạo ra cái video của mình các bạn nhé. Đấy thì nó sẽ tí nữa mình sẽ ghép cái phần quay điều tùy chỉnh, và cái phần đấy phần quan trọng, và cái đường liên kết tải. Cái phần mềm này thì nó cũng rất là dễ dùng thôi, các bạn cứ dùng ở một cái sơ đẳng là các bạn có thể nhận được. Đấy thì mình sẽ ghép, và các bạn cứ đọc ở phần mô tả dưới là tôi để lại cái đường link các bạn có thể tải xuống được nhé. Nên mà cái phần mềm này tôi thấy dùng rất là ổn định, rất là nhẹ. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ biết được, bởi vì là bản thân mình đang có những cái kênh Facebook, kênh YouTube, và đang có cái khả năng rút tiền từ YouTube, hoặc là có cái kênh bán hàng Chim Cu Gáy Hay này các bạn ạ. Là một phần cũng là mình thỉnh thoảng mình vẫn phải sử dụng lại những cái phần mềm như vậy. Đấy, những cái phần mềm ví dụ như phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm chèn chữ vào ảnh, phần mềm xử lý video, và phần mềm những cái phần mềm quay phim màn hình này là phần lớn là các bạn làm giảng viên, các bạn thuyết trình và các bạn giảng thao tác trực tiếp trên máy tính, thì nó rất là bổ trợ. Các bạn dạy học sinh của mình sử dụng Word, Excel, hoặc những cái nghĩa là nó mô tả toàn bộ những cái thao tác của mình, như kiểu là các học viên của bạn đang nhìn vào màn hình khi các bạn đang thao tác, mà lại ngôn ngữ các bạn nói nó lại ghi lại được, điều đấy là rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn xem kênh YouTube của mình thế thôi. Đấy, hiện giờ là cái Chim Cu Gáy Hay thấy là nó cực kỳ là hữu ích, mà cực kỳ đơn giản, mà chắc chắn là cũng có nhiều người biết, mà cũng có những người là chưa thực sự biết, thì mình chia sẻ như vậy, hy vọng rằng cái kiến thức này nó sẽ bổ trợ và sẽ góp phần trên kho tàng. Nó mang tiếng gọi là cho đi và nhận lại, và kiến thức thì nó là vô tận, mỗi người biết một chút, nhiều người góp lại tạo thành một kho tàng kiến thức, và đó là cái sự chia sẻ, đó là cái công thức tạo lên cái trí tuệ tập thể, đúng không ạ? Có thể là các bạn khác nó giỏi ở cái bài nào ở Photoshop các bạn chia sẻ lên, tôi thì cũng chia sẻ từ cái thực tế, thành công đến đâu thì tôi chia sẻ đến đó, để cho mọi người cùng có thể là ngâm cứu hoặc là làm theo. Đấy. Kiến thức đối với một người thì nó là vô tận, và một bài kiến thức đối với một người bình thường lại trở thành rất quan trọng đối với người khác, đúng không ạ? Đấy, thì hy vọng là các bạn cũng có thể biết đến kênh Chim Cu Gáy Hay với số điện thoại như trên, địa chỉ như trên, thông điệp như trên, cũng như website như trên. Thì các bạn đây chỉ website chimcuhay.com, Google, Facebook, Zalo, tất cả những thông tin đó là được tôi đang thể hiện với các bạn bằng một cái kênh truyền hình cá nhân của riêng tôi. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn cái phần download ở dưới, và tôi sẽ mô tả cái phần chọn khung hình, chọn âm thanh ở phần tiếp theo đó. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ làm theo, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn nhớ để cảm ơn tôi chia sẻ hết mình như vậy, thì các bạn nhớ để lại một cái comment, một cái đề bài mà các bạn yêu cầu, và chúng tôi sẽ trả lời. Ví dụ như các bạn muốn chia sẻ về sử dụng phần mềm Camtasia, ghép phim, làm phim, hay là kinh nghiệm về nuôi chim, hay là kinh nghiệm về úm con giống đà điểu, hay là những cái vấn đề trong cuộc sống, các bạn có thể đặt ra những cái yêu cầu, và tôi sẽ hứa tôi sẽ tổng hợp tất cả những câu hỏi đó, tôi biên tập thành những video tiếp theo. Đó là những cái động lực rất là mạnh để chúng tôi liên tục phục vụ các bạn và chia sẻ với các bạn nhiều bài về sau hơn nữa. Các bạn thật là tuyệt vời, xin cảm ơn.